thôi đi về. Dạ thôi. Đáng luôn rồi đó. Ôi. Ôi về Hiếu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn mọi người đã nấu bún riêu không? Vui quá. Cảm ơn mọi người đã nấu bún riêu không? Anh biết nấu bún riêu không? Anh muốn đậu hay hỏi bún riêu? Anh muốn đậu hay hỏi bún riêu? Mới sáng sớm thằng này. Sáng anh vừa ăn bún đậu này. Thằng này. Sáng anh vừa ăn bún đậu này. Ủa, anh ăn bún gì? Em ăn bún đậu ạ. Anh biết nấu ăn đậu không em? Ơi anh không. Ủa qua sáng này ăn gì? Bún ốc anh ạ. Đây nha. Một tô bún ốc các bác nha. Ui giời ơi. Mỗi lần ra Hà Nội là bún ốc, bún ngan rồi nói chung là bún chả đấy. Bún đậu mắm tôm nữa là những món gọi là nó đi sâu ở trong con tim mình rồi. Thôi, bây giờ em xin phép ăn bún các bác nhá. Nhưng mà không biết là hôm nay chương trình cực khổ cỡ nào, nhưng mà buổi sáng sớm cho ăn một tô bún ốc như thế này nè. Cỡ nào cũng chơi được hết ạ. Mình ở Hà Nội đến bây giờ là cũng được 20 năm rồi. À đâu. Mình ở Hà Nội đến giờ này là cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời buổi sáng lại được ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng mà không sao, buổi sáng được thưởng thức bún đậu mắm tôm rất hay. Chị cho khách mời chào đi chị, em chưa biết hai bạn này luôn á. Ôi anh mới phát được mấy số thôi mà sao anh trở mặt nhanh như thế chứ. Sao anh trở mặt nhanh như thế chứ? Có chứ gì nữa. Quá. Sao? Sao vậy ba? Ý là anh thấy em vô bị mờ nhạt quá. Vậy bây giờ phải trời chào nè. Khách mời tới. Vậy bây giờ phải trời chào nè. Khách mời tới mà chê khách mời mờ nhạt. Chê mấy cái mờ nhạt. Thôi thì thật sự thì anh Lâm thì bây giờ anh cũng ở một cái vị trí khác rồi. Anh nói Khoa mờ nhạt thì thôi Khoa cũng chào mọi người. Dạ em xin tự giới thiệu, em là một diễn viên cũng mới bước vào nghề được một thời gian không được như anh Lâm. Dạ không được như anh Lâm, không được có mặt mà. Vậy em không muốn thì em cũng hơi nhạt một chút xíu, nhưng em cũng tên là Mạc Văn Khoa. Hy vọng được mọi người yêu thương và xin lỗi Lâm đi, xin lỗi Lâm. Xin lỗi anh Lâm là em vào hơi nhạt xíu à. Đã nhận lời với nhỏ quá. Dạ, em còn bạn là bạn ai vậy? Dạ em cũng xin lỗi anh Lâm ạ. Dạ em cũng là diễn viên trẻ mới vào nghề ạ. Em tên là Đỗ Duy Nam ạ. Vâng em ở đây rất là mong anh có gì anh cân nhắc giúp đỡ. Dạ vâng. Được, tôi sẽ giúp đỡ hai bạn. Ủa nhưng mà anh Nam, ý là ở ngoài này mới là địa bàn của anh em mình, mà sao anh Lâm ra mà giống như là quê anh ở đây ấy nhỉ? Ủa là quê đây hả? Vâng. Trong cuộc đua đi tìm công thức món bún đỉnh nhất, các thành viên sẽ chia thành hai đội. Các bạn sẽ đến địa điểm tương ứng với những món bún mình đã ăn và thực hiện nhiệm vụ. Nếu thực hiện nhiệm vụ thành công, các bạn sẽ nhận được những nguyên liệu tương ứng để nấu ăn. Các bạn sẽ nấu một món bún dựa trên những nguyên liệu mà mình đã mang về. Đội nào nấu được món bún đỉnh nhất, được đánh giá cao nhất sẽ giành chiến thắng. Trời ơi, bún thang tôi quá trời nguyên liệu luôn mà tôi không có được 2-3 thứ rồi lấy gì đâu. Tôi có nhiều chơi nhiều đi anh. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành chia đội. Vì cuộc đua hôm nay liên quan đến món bún, nên hãy để bún quyết định. Thành viên nào gấp được sợi bún dài hơn sẽ có quyền chọn thành viên cho đội mình trước. Gấp sợi bún dài nhất à? Khoa thì có kinh nghiệm bún đậu rồi. Em là bún miếng, bún bìa, còn này bún sợi. Đã. Anh gấp trước đi anh. Bới lên được nha, thải một cục lên cái rồi. Hai cộng. Hay quá anh ơi. Đó dài đó Nam ơi. Hai cộng. Đức anh ơi. Kéo này gì đây? Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt cái này. Kéo này gì đây? Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt cái này. Còn dứt vậy là đứt là chết luôn á. Ê, dài thôi nha. Đứt ở giữa là chết. Đứt ở giữa là chết nha. Dài nha. Rồi, đứt luôn. Đưa nào. Rớt đất luôn rồi. Đây. Rồi ôi.
Thôi em xin phép anh Nam nhá. Ủa người ta chưa có hai đốt bốn tay mà em còn chơi gì nữa Khoan? Ừ. Đây chưa mọi người. Lắm. Chưa được hai đốt con tay mọi người á. Biết không? Chứ vì hai đốt rồi mới phải cẩn thận anh chứ. Thua hai đốt nó nhục lắm. Chưa được hai đốt con tay mọi người á. Biết không? Anh nói có hai nấc thôi mà. Trời ơi. Anh nói có hai nấc thôi mà. Trời ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Đâu? Không có em mới hồi hộp. 1, 2, 3. Nói chung là người sao thì hàng nó vậy thôi. Chiều cao ai thắng à? Ai thắng à? Bây giờ được chọn từng người về đội của mình. Qua chọn anh đi qua. Chọn anh đi qua. Anh thấy em có giá trị chưa? Giá trị em đẹp mà. Em nhớ anh mới nói em mờ nhạt xong. Hồi nãy mới nói vào mờ nhạt. Lần này em mắc cười lắm. Vào còn không nhớ tên em mà. Cười sao đây cười ấy? Cười đấy. Cười sao đây cười ấy? Cười đấy. Bây giờ em nói một câu anh cười thử nhá. Ok. Anh cười thử nhá. Ok. Hồi nãy mới nói em mờ nhạt xong. Trời ơi. Em chọn rít anh ạ. Em chọn rít ạ. Chết là em đồ ăn được đấy. Được. Bếp nào? Ôi thật sự thì nếu mà em chọn anh Giang thì nó lợi thế quá. Thôi em chọn anh không lợi thế nào, cái mẫu này khó lắm. Không, anh là cao thang rồi. Em muốn được đối đầu với anh. Ok. Rất dũng cảm hả? Ai nữa? Anh Huy ạ. Ông chọn được em. Trời ơi. Em chọn đúng người rồi đó. Dạ, rồi. Em muốn có sự khó khăn thử thách ha. Mấy anh em cùng nhau trải nghiệm. Anh nấu được lắm. Chứ còn thắng thua quan trọng gì? Quan trọng lắm. Mà sao mặt nhăn nhó vậy? Bình tĩnh. Thắng thua quan trọng gì? Thì bây giờ Khoa chọn hai người rồi, bây giờ em chọn đi Nam. Em chọn Nè coi bây giờ còn bốn người nè. Ở em thì em gừng càng già càng cay, em cứ chọn anh Giang cái đó. Đừng có giỡn. Em cứ chọn anh Giang cái đó. Thử thách này là tập tạ không đó? Rồi tập tạ là phải tập tạ. Hai đứa qua đây, còn ba đứa mình nữa đó. Như hàng ế, hàng dạt đó, hàng dạt đó. Em được chọn tiếp à? Mời bạn vào đây xem có gì nào, Đây bây giờ là em cứ là chọn mời bạn vào đây xem có gì nào, có gì nào. Anh Lâm. Đấy, to khỏe thế là sao? Chó luôn đẩy tao qua đây. Thiệt tình luôn á. Qua cho em có hình cho anh dễ được rồi nha. Thôi, người ta chọn là vui rồi. TH2T thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Hình mà sâu sắc về nấu ăn thì em cũng phải cần một người. Không, anh nghĩ là Hiếu của những cái hay lắm. Thôi, đừng chọn em. Hiếu. Em thấy đòi anh thấy sao á. Định. Đòi anh thấy sao á. Trời. Em chọn có quyền, chọn. Hiếu. Thôi, em không tin vô tài năng nấu ăn đâu. Hôm bữa thì tầm là ăn một lần rồi. Hiếu hay lắm. Thấy quả mà hả? Dạ. Thấy quả mà hả? Dạ. Hay lắm mày. Hiếu hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi anh tiếp xúc. Hiếu hay lắm. Dạ. Hay lắm mày. Hiếu hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi anh tiếp xúc. Đúng rồi. Em chọn anh Tuấn. Em không tin anh. Vui hết trơn vậy. Mình lụm đứa mới đẻ về chứ gì anh. Đâu không nuôi dưỡng cho nó bú nữa. Đâu có, bây giờ là đi hành trình mình là đi tìm nguyên liệu. Bây giờ là không có nguyên liệu thì em có em nè, em là thịt. Ủa tụi anh lắm. Quá trời. Như vậy chúng ta đã xác lập đội xong. Chúng ta sẽ chơi thêm một trò để chọn phương tiện di chuyển. Quan trọng nha mọi người. Quan trọng nha anh ơi. Hai phương tiện di chuyển có ngoại thất giống nhau. Tuy nhiên, chỉ một xe có hệ thống máy lạnh xịn sò và một xe có hệ thống làm mát từ thiên nhiên. Chị Phú Thị Sơn hát bài tiền. Chị Phú Thị Sơn hát bài tiền.
không làm gì rồi. Trời ơi, hát đi. Gì của bà đó sao? Gào 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 gào. Sáng ăn gì mà đi không vậy? Sáng ăn gì mà đi không vậy? Chúng ta sẽ chơi đá gà tập thể. 8 thành viên sẽ đá gà trong vòng tròn này. Chết rồi, là đá gà. Người đầu tiên đặt chân xuống đất sẽ đồng hành cùng Jennifer. Thành viên nào trụ được tới cuối cùng thì đội của thành viên đó sẽ được ưu tiên đi xe tốt hơn. Còn mấy khúc giữa là không sao hết. Không sao. Thôi mình thứ hai là ok rồi. Xin mời các đội chuẩn bị thi đấu. 2, 3. Gà mà không gái là con gà con. Gà mà không gái là con gà gà. Đi lang thang trong sân có con gà con gà. Đội chúng tôi là đội con gà. Đau đau. Mình nghe gà này xôi đi. Ờ, xôi gà xôi thịt đi. Rồi xôi 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 xôi. 3, 2, 1 bắt đầu. Sao không ai tiến trước vậy? Quá trời. Cầm lên nào Hoàng, phải cầm. Tình em va vào mở tròn nó kiến không có mệt quá quá trời nó thục em cái em té luôn ngã ba dầu dây dầu kiểu gì ai thục em thằng Khoa nè nó suốt em một cái em vô ngã ba dầu dây dầu kiểu gì sao diễn viên trẻ đâu đó hả? Nó đá đúng rồi. Vì Kiều Minh Tuấn là người trụ lại cuối cùng, xin chúc mừng đội Mạc Văn Khoa đã là đội chiến thắng. Đội của Đỗ Duy Nam sẽ phải đi chiếc xe kém tiện nghi hơn. Và Dương Lâm sẽ phải đeo em Jennifer suốt hành trình này. Ôi trời ơi, đâu quá hợp rồi. Trời ơi, quá hợp. Anh con này thấy bọn đen đủ lắm hả? Trời ơi,